Dạ con xin chào ông bà cô chú, mình xin chào các bạn. Ông bà cô chú ơi, các bạn ơi, con có kẹo bánh vòng nè, còn là cái bánh nè, bánh vị phô mai nè. Thì con cắt ra con ăn thử coi nó có ngon không. À, cái này làm được cái kính mắt nè, cái kẹo nè. Còn cái này là vòng quay nè, con nhìn vô cái này là con biết rồi. Nó vị phô mai này. Thì con cắt ra con ăn. Cắt ra cái mùi nó thơm lắm luôn không bà cô chú ơi các bạn ơi. Ai cũng cắt được rồi nè. Ông bà cô chú ơi các bạn ơi, coi nè đó. Đi đi con lấy ra con cho mẹ con ăn. Dạ con mong ba cô chú ăn bánh nè. Các bạn ăn bánh không mà mẹ ăn bánh. Ừ. Cái này là cái đuôi. À, đâu cho mẹ xem. Con nhốt rồi nè mẹ. Để con xét cho mẹ xem nè. Rồi con cắt ra hết luôn đi. Hai. Con cắt ra hết đi mình gắn lại. Hay là để mẹ vô mà lấy cái dĩa ra cho con đổ ra nha. Dạ. Rồi ở đó chờ mẹ đi. Dạ. Con cắt ra hết cái đã. Thôi như thế này không được. Con cắt ra hết. Để như thế này. Con cắt ra hết xong rồi. Rồi đổ vô cái dĩa. Nó nhanh hơn. Đó, đó, đó. Thế là con chó đó. Con chó đó cứ sửa sổ hoài à. Ui, ui, ui. Mẹ ơi. Ơi. Cái em bánh còn nè. Nó gắt xuống cái váy nè mẹ. Ừ, con để lên đó đi. Con đổ vô đây đi. Tụi con làm cho mẹ xem. Hai. À. Rồi đưa cái đó cho mẹ. Rồi đâu làm gì đâu. Đây con xíu. Bắt đầu là... Đây con làm cho mẹ xem. Mình để một chiếc cái nhỏ này. Sau đó mình để một cái đuôi. Cái kẹo. Vậy hả? À đó là cái kẹo. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi cái gì nữa? Còn một cái, còn hai cái này thôi. Này. Đó là cái kẹo. Đó. Đó. Còn xong rồi đó, mày thấy đẹp không? Ừ, đẹp. Rồi ăn đi mẹ. Ừ, cho mẹ cái. Cho mẹ cái kẹo đi. Ê. Cái kẹo đó. Mẹ ơi, con nhường cho mẹ một cái kẹo to, còn cái này của con là nhỏ. Ừ. Cái này của con, còn cái này của mẹ. Rồi ok, cảm ơn con. Dạ. 1, 2, 3, vô, 1, 2, 3, vô. Của con nó nhỏ, còn của mẹ thì nó to. Kẹo ngon quá. Bánh. Ăn giòn gụm luôn. Ngon dữ vậy. Nhiều vị lắm luôn mẹ. Có vị siêu cay nè. Rồi làm cái gì nữa? Làm cái cái kẹo. À, con nhớ rồi, cái kính. Rồi làm cái kính nữa. Đúng rồi. Cái vòng quay hả? Cái kính. Mẹ đưa cho rồi. Con đưa cho con. À, làm cái vòng quay nữa rồi. Có cái làm vòng quay rồi nè. Mấy cái nhỏ nhỏ nè. Thấy chưa? Nè. Đúng không? Vòng quay thì cái lấy cái nhỏ gắn vô. Đây nè. Mấy cánh. Vòng quay mấy cánh. Nè. Con hay nói với mẹ biết là mấy cánh chứ. Không. 6 cánh. 6 cánh luôn hả? Đây nè, có mấy cái nhỏ nhỏ nè đó. Cho con đếm thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, đủ cái chưa? Cái này chưa, không được. Rồi con đâu thiếu thì con đắp vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6 rồi con lấy ra bớt. Cái vòng quay thì cái cây dài này để mình cầm. Đó. Để mình cầm cho nó quay đó. Rồi. Thôi cái vòng quay chơi khó quá. Cái kính nó dễ. Kính dễ làm đúng không? Dạ. À ha. Rồi làm gì nữa? Con lộn. Là cái này nó chọt vô cái này nè. Vậy hả? Đâu cho mẹ xem. Đây cái này là cây dù. Cây dù, cái này làm được cây dù. Làm được cây dù á mẹ. Thấy nó dù không?
mà mẹ mày nhìn con nè. Ừ. Cái bánh xe. Cái bánh xe ô tô. Dạ mẹ. Cái bánh xe. Ừ. Cái bánh xe có bánh xe ô tô. Này có hai bánh à. Được nè. À, cái này nè. Đây. Xe tải, bánh xe ô tô và bằng xe tải. Đây, thích cho mày đây. Nè. À, mẹ mẹ, đây có xích đó. Mày làm cái này là đúng nè. Tập tạ đúng không? Hả? Dạ. Mẹ làm cái tập tạ. Vậy mẹ làm đi, mẹ làm, mẹ làm, mẹ làm, mẹ làm 9 lần đi. 9 lần. Đừng đếm nha. Rồi gắn vô cho mẹ đi. Dạ. Vậy hả? Vậy hả? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi. Mỏi quá. Rồi tới lượt con làm tới 10 nha, mẹ đếm nha. Con tự làm, con tự đếm luôn. Mẹ đếm đi con. Rồi. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Con đếm đến 100 luôn. Thôi được rồi, mỏi miệng quá à. Bây giờ mình ăn cho nó nhanh nè. À, cái này cái gì? Cái nấm này mà. Ừ. Cái dù. Thôi cái chơi hoài à, thèm quá à. Biết mình còn khám phá cái bánh vòng nó như thế nào kìa. Cái bánh vòng trong phim hoạt hình có tay có chân đúng không? Dạ. Đúng rồi mẹ. Ừ. Nó còn có mắt có miệng nữa. Nó không có mũi, cái mũi của nó xịt lép. À. Nè mẹ. Ừ. Cái này là cái gậy quá gì? Cái móc, cái móc. Ngon quá mẹ. Ừ. Con khám phá cái bánh vòng rồi. Ăn cái này xong đi mẹ. Ừ. Ngon quá. Béo béo. Giòn gụm luôn. Ăn cái tròn tròn. Hả, mắt kính đeo. Ừ. Ừ. Cảm ơn con. Hôm nay con học có gì vui không? Dạ không. Ngon quá. Hát nè, nhảy múa nữa. Vậy hả? Dạ. Thôi bây giờ con khám phá thử coi cái bánh vòng có cái gì bên trong kìa. Con sẽ chọn màu hồng. Còn mẹ mẹ mẹ. Ơi. Cái em màu xanh xanh này là cái em này hay ở trong phim con nè. Ừ. À. Em màu xanh, em màu gì nữa? Em màu xanh, cứ một em màu xanh thôi. Mẹ thấy có em màu hồng nữa mà. À. Em màu hồng, em màu vàng nữa mà. Ở trong phim á. Ừ. Con hỏi cái em, mấy cái em này thôi. Đây mẹ ơi, con biết cứ xếp hình cái em lâu đài của công chúa đó mẹ. Để con xếp cho mẹ nha. Đây. Cái nào có ba cái thì cái đó sẽ được. Đây. Cái bánh vòng màu xanh nữa. Cái này để qua một bên. Ừ. À. Một xíu nữa mình khám phá nha mẹ. Đó. Vậy. Ba cái hả? Ba cái xếp lên cái nữa hả? Dạ. Nó không ngã là mình sẽ thắng. Rồi ok, xếp đi. Đó. Rồi nữa đi, xếp nữa đi. Nếu nó ngã thì con thua hen. Dạ. Còn không ngã con thắng hen, xếp hết luôn mấy cái đó. Xếp hết cái này lên luôn. Chưa xong. Hả? À, xếp hết luôn cái này hay như thế này. Đúng rồi. He he he, thôi rồi nha. He he à. Nó trơn á mẹ. Ừ. Rồi, con sẽ chọn màu hồng. Rồi đâu con mở cái màu hồng ra ăn coi. Dạ. Gửi được không? Ở cái tay con trơn quá, con không gỡ được. Ừ, mẹ gỡ chứ. Mẹ gửi cùng con với mẹ. Đây. Đẹp quá. Này cứng quá vậy. Dạ mẹ mẹ coi con nè. Úi à. Hiểu mà cái con hết hồng. À cái bánh vòng nè. Ngon quá. Ngon không? Hấp dẫn không? Ui ngon quá mẹ. Thôi cho mẹ ăn bánh vòng đi. Dạ. Màu vàng nè. Nó có mấy cái này là cái gì vậy mẹ?
Thì giống mấy cái cơm bữa con ăn đó. Đúng không? Cái cơm bữa con ăn á. Ừ, ngon lắm. Cái này là kẹo dẻo. Ừ. Khó gỡ quá à, cứng ngắc à. Thôi con đợi mẹ con ăn bánh. Ừ. Bánh này. Đây, em màu vàng đây. Ừ. Ừ, nó giống nhau. Nè. Ừ, giống như trang nhau luôn à. Vô. Ừ, 1 2 3 vô, 1 2 3 vô. Ngon quá, ngon quá. Ngon à. Cái kẹo dẻo nó chua chua ngọt ngọt, thơm thơm. Thi uống nước rồi mẹ. Ừ. Thi đua nhau uống nước hồi thi đua nhau ngủ gục. Thi đua nhau gãy cánh. Ừ. Rồi, ngon quá. Gỡ ra nè đó. Mẹ ơi mẹ, nhìn nè mẹ, giống như hình tròn thật á mẹ. Ừ. Mẹ, nhìn con nè. Con để lên. Hay là cần làm con có thế này. Ngồi nó gớt khỏi ăn bây giờ. Con cho mẹ nè. Thôi được rồi, con ăn đi. Rồi. Rồi bỏ miệng luôn. Ngon rồi, mẹ ăn bánh đi mẹ. Ừ. Nhiễm như chứ ơ quá. Giống như cái gâu hả? Cái gâu của cái chữ ơ hả? Hả? Ừ, cái này ngon thiệt á, thơm á. Không mê cái này. Ừ. Mình coi, ai cao hơn? Mẹ cao hơn cái chắc. Ừ. Phải không? Rồi coi ai cao hơn. Rồi ăn coi ai cao hơn rồi mẹ ăn hết luôn. Rồi mẹ cao hơn nữa rồi. Rồi thôi bây giờ ba ăn bà cô chú đi con. Dạ, con phủ tay. Dạ con ba ăn bà cô chú. Con chúc bà cô chú nhiều sức khỏe, đăng ký kênh ủng hộ con nhé. Mình ba các bạn hẹn gặp lại sau, bye bye. Rồi đi vô đây con.